Kính thưa quý vị, phụ nữ Hồi giáo Hoa Kỳ học tự vệ giữa lúc gia tăng tội ác do thù ghét, tin từ Washington DC. Vào một đêm tháng 3 lạnh lẽo ở thủ đô Washington, khoảng 20 người phụ nữ đội khăn trùm đầu của người Hồi giáo tập những cú đấm và cú đá trong một lớp học tự vệ do một cô gái Hồi giáo có đai đen môn karate Shotokan giảng dạy. Cô giáo Rana Abdelmahamid là một nhà tranh đấu nhân quyền người Hoa Kỳ gốc Ai Cập, sinh ra tại Queens, New York. Cô mở các khóa học này để dạy những kỹ thuật tự vệ căn bản cho phụ nữ Hồi giáo để họ có thể tự vệ trong bối cảnh lòng thù ghét người Hồi giáo đang cao tại Hoa Kỳ. Các học viên của lớp võ nói rằng họ cảm nhận được ngày càng có nhiều phát ngôn chống Hồi giáo tại Hoa Kỳ và họ muốn có được sự chuẩn bị về kỹ năng và tinh thần nhằm chống trả những kẻ tấn công nếu chẳng may gặp phải tình huống xấu. Theo Hội đồng Quan hệ Hoa Kỳ Hồi giáo CAIR, số tội ác do thiên kiến chống Hồi giáo tại Hoa Kỳ đã tăng gấp 3 lần kể từ sau vụ tấn công khủng bố ở Paris và San Bernardino. Theo CAIR, khoảng 80% nạn nhân của những sự việc này là phụ nữ. Ông Ibrahim Hooper, phát ngôn nhân của CAIR cho rằng sự tăng vọt về tội ác chống người Hồi giáo lại chưa từng có và rằng những cánh cổng ngăn dòng nước lũ đã mở tung sau khi ứng cử viên Tổng thống Cộng hòa Donald Trump đưa ra những tuyên bố chống Hồi giáo trên đường đi tranh cử, kể cả đề nghị một lệnh cấm người Hồi giáo vào Hoa Kỳ.